Vâng, bây giờ thì quý vị ơi hãy dành một tràng pháo tay cho tiếng hát của ca sĩ Nhơn Khả. Và bây giờ thì chị sẽ mang tặng cho tất cả quý vị một bông hoa rất là đẹp, đúng không? Chị có thể nói bông hoa này là bông hoa gì được không? Bởi vì theo em được biết thì cái bông hoa này nó chỉ nở về đêm thôi. Cái thân phận của nó rất là coi như phải nói là nó huyền bí, nó bí ẩn quá. Và cái hoa này rất là thơm. Chị gửi đến tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, đó là Quỳnh Hương ạ. Quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn ạ. Xin cảm ơn.